Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã tới VPN 2020. Hôm nay mình sẽ quay video clip làm yến ăn tại nhà. Xin mời các bạn đón xem. Hôm nay mình làm yến. Chân yến mình ăn tại cô nào bay bệnh nhiều quá nên nghe nói chân yến mình ăn để bổ phổi. Cái này là táo tàu, táo của ở Hàn Quốc à. Táo tàu nhưng mà làm ở Hàn Quốc. Còn này yến ngâm từ hôm qua, từ tối hôm qua tới giờ mình mới xé ra chỉ nhuyễn ra. Còn là cái gì? Kiểu tử cũng là Hàn Quốc luôn hả? Không, kiểu tử này. Cái này của Trung Quốc nhưng mà organic. Organic à, kiểu tử rồi, để yên coi cho rõ. Đó, kiểu tử. Rồi, vậy là có 3 phần thôi. Bỏ hạt chia nữa, như ra dưới cho nó thơm. Hạt chia như ra dưới cho nó thơm. Yến này bố mình mua calo không? Để qua. Cái này mình mua yến nhưng mà mình mua yến dụng chứ mình không có nguyên miếng. Cái dụng yến dụng nó rẻ hơn, nó rẻ hơn nhiều á. Chứ mua nguyên miếng về ngâm ra nó cũng vậy à. Ngâm ra cũng xé ra thôi. Mình mua cái dụng nó rẻ hơn. Ngày nào có tiền mua nguyên miếng, còn giờ không có tiền mua dụng ăn đỡ. Đấy cũng vậy. Tại vì mình cũng phải ngâm mà. Mình cũng phải ngâm, mình cũng phải xé. Rất là hũ nhỏ nhỏ xong mình bỏ trong lạnh. Mỗi ngày mình ăn một hũ. Là mình để là những đồ ăn nó một lúc. Trước khi làm cái này mình sẽ xé nhỏ ra nữa tí. Cho mình ăn nước sôi để nó sôi. Cái kỹ tử này ăn tốt lắm á. Ở bên đây nó có bán kỹ tử sấy khô để mình giống như snack để mình ăn nữa. Ăn kỹ tử rất là tốt. Mình sẽ nhuyễn càng nhuyễn càng ngon ha. Nhìn giống mũ trôm ha. Lúc trước anh nói đồ giống mũ trôm này đã mất dữ. Cái này rẻ hơn kia nữa giá. Cái kia là 400 đồng 100 gram. Cái này chỉ có... Ủa cái kia 250 100 gram. Còn cái này mình mua. Wow, con gái mình nó phụ mẹ nó xé yến à. Đi mình giỏi quá. Cười cái coi. Giờ mình xay lá dứa ha, cho thơm ha. Bỏ vô cho nó thơm. Cho nó thơm. Mình xay lá dứa thôi, máy xay xong. Mình pha thêm nước cho đây. Mình pha nước vô, cái này bao nhiêu cốc vậy? Này khoảng chừng 16 ao. Là 400 ml. Mấy hũ nhỏ, mấy hũ này baby food. Con mình nó ăn, giờ mình lấy ra mình rửa, mình đổ yến người đó cho nó gọn.
thêm hạt chia. Bây giờ là xong sao? Thì mấy nãy quay mấy phút à? Chạy cũng 5 phút rồi. Cũng 50 phút giờ nữa. Trở thành số công là xong. Ở đây mình đã hoàn thành món yến làm tại nhà, chừng dây đường phèn với lại vỏ táo tàu với lại kỳ tử giò, có thêm hạt chia nữa. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này nha. Hẹn các bạn video clip lần tới. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye. Sao giống mũ trộm quá.